Là coi cái Ê, mồi, chị có tiền cái mồi, mồi thật coi. Rồi, đang lên hình nha. Đây, đang lên hình nha. Có câu cá thì trải nghiệm nha anh em. Qua nhà cũ không? Không, chỉ câu thôi không giải. Thế mà con cá này có phải là mới rắp mồi không em? Có mực. Nhưng mà có phải mới rắp mồi không? Đúng đó, em vừa phóng sinh nó đó, anh nó trả ơn em á. Dạ. Nó em vừa phóng sinh nhá, về biển vắt nó thì trả ơn luôn à. Đó cho anh em mày phóng tốt nha anh em. Nặng nha, nặng nha, nặng nha. Mà sẽ bẻ lõ. Chắc chắn rồi. Mũ còn lắm. Mũ thôi. Quen à? Bỏ luôn em nhỏ. Lên đi cưng. Gì vậy? Dưới vậy hả? Mới ráp mồi. Mực sống. Nếu mà vậy chưa thấy có thể là trong mũ lần nó đen đen chứ tăng tăng thấy có tiền đúng không? Cái này hả? Thôi là đợi đợi. Đúng rồi. Làm dưới lần đó. Ngâm ngâm. Những mực. Đúng hả? Có hoàng qua đúng không? Tôi cho tiền qua không? Đưa qua đi. Tôi cho tiền qua không? Cho qua trước luôn đi, đợi lên cả không trời là mũ chắc chắn luôn rồi. Đưa qua trước đây, có cả thì qua trước đi. Nhét lại nhà ơi. Các bạn sao rồi? Cả không trời là chỉ ở trong mũ thôi. Ui cá này không phải mú à? Cá này có mú rồi. Bạc đâu nó hồng bạc rõ luôn, hồng bạc. Wow. Con này bự à, con này bự lắm. Má, nặng này mồi lắm. Bóc bột lột ra đây em ơi. Mình. Nó xin cái bên lưỡi bên này rồi, sức lưỡi bên này rồi. À. Không. Lấy bột không? Dạ, lên đi bột thôi. Thôi, để cái khẩu thôi. Bóc bột lột ra cho đưa về Sài Gòn nó ngon lắm. Bây giờ bóc luôn thì sao? Rồi, cảm ơn em. U trời. Đù. Em bự lắm anh em, này bự lắm. Rồi. Có lời. Có lời đúng không? Cảm ơn chú mực nha. Rồi, cảm ơn chú mực à. Cảm ơn chú mực.